ta là bối bối, cảnh sát liên hành tinh. Công việc của ta là truy đuổi những tên tội phạm ngoài hành tinh gây hại cho nhân loại trên địa cầu. Cho dù bọn chúng có ngụy trang ra sao đi nữa, bất kể khi nào, bất kể là ở đâu. Rốt cuộc con phải chờ tới khi nào? Cô gấp làm gì chứ? Chờ sếp Hoắc Đồng trở về rồi ngài sẽ đưa ra quyết định thôi. Không có đủ nguồn điện, đường hầm liên hành tinh không thể mở ra được, kế hoạch của chúng ta sẽ không thể thực hiện được. Vậy cô muốn làm sao đây? Chiếm luôn nhà máy phát điện của con người, tập trung chuyển đổi năng lượng, khởi động đường hầm liên hành tinh đi. Nếu hành động lỗ mãng như vậy sẽ kinh động tới rất là nhiều người đó. Ta thấy nên vẫn nên ngấm ngầm thu thập nguồn điện, tích tiểu thành đại, đó mới là phương pháp chắc chắn nhất. Không hổ là nhân đầu nhân, lá gan của ông nhỏ y chang con rùa vậy đó. Ngươi có biết bên đó có gì không? Bên đó có nguồn điện rất là dồi dào, là trạm phát điện của con người đó. Ngươi đi chiếm lấy nó đi, thu thập hết nguồn điện về đây. Nhưng mà Hắc Đồng đã nhân lệnh cho chúng ta thời gian tới không nên hành động ầm ĩ kia mà. Chỉ cần ngươi làm xong việc này thì chính là lập được đại công, nhất định sẽ được sếp Hắc Đồng trọng dụng đó. Ngươi đừng có bỏ lỡ cơ hội đó nha. Ngươi là ai? Ta là chủ nhân mới ở đây. Có quái vật! Cứu tôi với! Đừng có sợ, ngươi không phải đồ ăn của ta. Bạch Tuyệt Thối, có phải cậu cảm thấy đồ ăn của con người chúng tôi ngày càng ngon đúng không? Tiểu Y, con nói gì mà nghe kỳ cục vậy? Vì con ở gần con người quái dị này lâu rồi nên bị ảnh hưởng xấu đó nội à. Chuyện gì vậy? Không thấy thông báo hôm nay cắt điện, các con đừng sợ, nội đi lấy đèn pin nha. Nè, cậu tính đi đâu vậy? Mình về trạm liên lạc. Hệ thống cung cấp điện của con người chủ yếu bao gồm các trạm phát điện. Vấn đề lần này xuất hiện ở đây, con xuất phát luôn đi, đoạt lại quyền điều khiển điện năng. Không phải là con đã bị đình chức vụ rồi sao? Bây giờ không rảnh đâu. Ê, coi bộ chỉ còn cách đưa con về tổng bộ thôi. Kết nối tổng bộ, kết nối tổng bộ. Con có thể đoạt lại trạm phát điện, nhưng mà nhất định phải để cho con dùng lại kẻ truy bắt đó. Được thôi, nhưng mà khi bật lửa nhất định phải cẩn thận, không được làm nổ tung trạm điện đó. Bác đừng có nói nhiều nữa, con biết phải làm sao mà. Hãy
Nè, ai tới trước thì được, cậu có hiểu đạo lý đó không vậy? Hử? Mình tới sớm hơn cậu, nên đám tội phạm trong đó đều thuộc về mình á. Thì ra là lôi bảo. Lần này mình phát tài rồi. Thơ săn tiền thưởng ha. Còn có tên cảnh sát liên hành tinh kia nữa. Điện năng còn chưa đầy bình, mau ngăn cản một chút. Mười đồng ngân hàng về tay mình rồi. Không thể để thằng nhóc đó bắt được nhiều hơn mình được. Số điện năng này không đem về được rồi. Vậy thì để ta ăn nó một bữa đi. Tiêu rồi hả? Mau cản hắn lại. Cái tên này hắn lại tiến quá thành công rồi. Cẩn thận. Cảm giác sau khi ăn no thật là sảng khoái. Bây giờ phải thu dọn hai thằng nhóc này thôi. Thế biết quá nhiều ở ngoài phạm vi phân giải rồi. Dụ hắn ra khỏi trạm phát điện trước đó. Không thể để hắn hủy diệt chỗ này. Hôm nay ta sẽ tiêu diệt tên cảnh sát liên hành tinh và cả tên thợ săn tiền thưởng. Quy danh của ta sẽ giang khắp vũ trụ. Tiền thưởng lần này không dễ kiếm rồi, cho nên chúng ta rút lui trước đi. Cậu Vũ hướng nhìn của hắn, mình có cách đối phó với hắn ta. Cậu muốn mình chặn hậu hay là mình tự mở đường chạy đây? Tình ai cũng không bằng tình chính mình, mình vẫn nên chạy thôi. Cái thằng nhóc con này sao không chạy tiếp đi? Giơ tay mà chịu chối đi. Nè, dừng tay đi, đây là thú săn của mình mà. Cậu không được đưa hắn đi. Mình nói rồi, ai tới trước thì được. Cậu đừng phá hủy quy tắc đó.
Cậu có nghe rõ chưa hả? Đáng ghét thật. Là để cho hắn chạy thoát rồi. Là chuyện tốt do cậu làm ra đó. Tên cảnh sát liên hành tinh đáng ghét. Sẽ có một ngày ta sẽ bắt ngươi trả lại gấp đôi.